Hello, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, Biển Xanh xin được phép chia sẻ quang cảnh thực tế tại khu vực cầu nhỏ của xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để quý anh chị mình cùng theo dõi nhé. Kính thưa quý anh chị và các bạn, trên màn hình ống kính camera đó chính là quang cảnh thực tế Biển Xanh ghi nhận tại buổi chiều 30 tháng 9 ngay tại khu vực chốt chặn cầu nhỏ hay còn gọi là cây cầu TL9. Cây cầu kết nối giữa một bên là địa phận của thành phố Hồ Chí Minh và một bên là địa phận của xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cây cầu kết nối giao thương từ thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa phận huyện Đức Hòa để về các tỉnh miền Tây quý anh chị nhé. Và ngay tại khu vực này thì vẫn còn chốt chặn kiểm soát. Hiện tại thì chỉ cho xe tải luồng xanh đi qua, còn lại là xe hơi và xe máy thì chúng ta vẫn chưa thể lưu thông qua khu vực này. Tức là người từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về khu vực Đức Hòa Long An thì vẫn chưa thể di chuyển qua được. Và người từ Long An muốn di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng chưa thể đi qua. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Long An đang từng bước được kiểm soát và có rất là nhiều dấu hiệu đáng mừng. Trong ngày 29 tháng 9, thì Long An ghi nhận 125 ca nhiễm COVID-19, giảm 9 ca so với số ca mắc ngày 28 tháng 9. Và đặc biệt là không có ca tử vong, cũng như là không ghi nhận ca mắc cộng đồng. Kính thưa quý anh chị và các bạn, những ngày qua thì tỉnh Long An được về chỉ thị 15, do đó mà người dân được đi lại trong xã, trong huyện. Từ đó mà người dân từ các tỉnh miền Tây như là An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau liên tục dùng xe máy để về quê và mắc kẹt tại nhiều chốt khi mà qua khu vực tỉnh Long An. Trong đó thì có nhiều thai phụ đến kỳ sinh nở, dù nguồn kinh phí địa phương có hạn nhưng mà trước cái tình trạng trên thì huyện Tân Thạnh, Long An không thể bỏ rơi người dân dù bất cứ người ở tỉnh nào. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh Hà Thanh Trì cho biết, hiện nay huyện Tân Thạnh đang chăm lo cho trên 130 người mắc kẹt tại chốt kiểm soát vào tỉnh Đồng Tháp. Huyện phân công gần 20 cán bộ, chiến sĩ và 2 nhân viên y tế chăm lo việc ăn uống và chăm sóc sức khỏe cho người dân tỉnh bạn. Bình quân mỗi ngày huyện xuất kinh phí gần 15 triệu đồng lo chi phí ăn uống cho người dân tỉnh bạn. Dù nguồn ngân sách địa phương có hạn nhưng mà huyện Tân Thạnh, Long An luôn cố gắng chăm lo cho người dân đến khi họ được đón về quê. Nông nghiệp, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn. Thời gian qua, huyện phải tập trung nhiều nguồn lực để phòng chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Do đó, việc huyện Tân Thạnh xuất kinh phí hỗ trợ cho người dân tỉnh bạn trong thời gian này là rất quý và đáng trân trọng. Có tận mắt chứng kiến người dân đang tạm trú tại trường Trung học Phổ thông Tân Thạnh, chúng ta mới thấu hiểu được khát khao được về quê sớm của họ. Mấy tháng qua, dịch bệnh của bủa vây làm họ mất việc làm, không có thu nhập, cuộc sống rất là vất vả, không cầm cự được nơi xứ người. Nên họ đành đánh liều, bất chấp nguy hiểm chạy xe máy hàng trăm cây số để mà về quê. Được biết, Long An cũng gửi văn bản yêu cầu các tỉnh liên quan phối hợp đưa người dân họ về. Tuy nhiên, có một số địa phương không thấy hồi âm. Riêng tỉnh Đồng Tháp giao cho từng huyện xem xét việc đón dân trở về. Tuy nhiên, công tác đón người của các huyện Đồng Tháp không thống nhất nên một số người dân còn kẹt lại. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dân tỉnh bạn tìm cách trốn qua chốt Đồng Tháp để mà về quê. Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Huyện Tân Thạnh nói riêng, Long An nói chung phải tập trung nhiều nguồn lực để mà phục hồi kinh tế, chăm lo đời sống người dân. Song điều huyện Tân Thạnh lo lắng nhất hiện nay là một số tỉnh vẫn chưa hồi âm trong phối hợp đón người dân về quê. Hiện huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đang rất là mong sự đồng cảm, sẻ chia của các tỉnh bạn trong việc sớm đưa người dân đang được địa phương chăm lo, hỗ trợ họ trở về quê. Hôm nay thì Biển Xanh xin được ghi nhận lại quang cảnh thực tế tại khu vực xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và đây chính là con đường tỉnh lộ DT824 đoạn từ cầu nhỏ đi về ngã ba Mỹ Hạnh, quý anh chị nhé. Hiện tại thì người dân lưu thông trên đường cũng còn rất là thưa thớt, chỉ một số người đi mua nhu yếu phẩm hoặc là những đồ cần thiết thì người ta lưu thông ra đường mà thôi. Và ngay tại đây thì có khu vực đó là vòng xoay mới làm quý anh chị.
vòng xoay ngay cửa ngõ đi vào con đường 36m đi vào khu công nghiệp Đức Hòa 3. Hiện tại thì người dân vẫn đang rất là mong chờ văn bản mới, tín hiệu mới cho sau ngày 30 tháng 9 để xem chúng ta có được lưu thông liên tỉnh hay không, hoặc là chợ truyền thống có được mở ra để người dân hoạt động buôn bán kinh doanh trở lại hay là không. Thì ngày hôm nay đã là ngày 30 tháng 9 rồi, cho nên là chúng ta vẫn còn đang trong quá trình chờ đợi. Những tiệm sửa xe hay là tiệm tạp hóa nhỏ lẻ thì người ta cũng đã mở cửa và buôn bán, điện máy xanh cũng đã mở cửa quý anh chị nhé. Và đây chính là khu vực ngã ba Mỹ Hạnh, giao ranh giữa hai xã Mỹ Hạnh Bắc và Mỹ Hạnh Nam. Chúng ta chạy thẳng là tỉnh lộ 824 và quẹo tay phải này chính là con đường tỉnh lộ 9 để mình đi lên khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, hoặc là đi lên khu vực thị trấn Hậu Nghĩa, hoặc là đi về miền Tây cũng được quý anh chị nhé. Đây là khu vực nhà thờ xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An. Đây chính là video biển xanh quay lại quang cảnh thực tế vào chiều ngày 30 tháng 9, 2021. Để quý anh chị mình có thể cập nhật theo dõi tình hình. Bên đường tỉnh lộ 9 này thì một số tiệm buôn bán kinh doanh người ta cũng đã mở cửa bán trở lại rồi quý anh chị. Và đây chính là quang cảnh đoạn đường chúng ta đi từ ngã ba Mỹ Hạnh đi lên ngay khu vực xã Mỹ Hạnh Bắc, trường cấp 1, cấp 2 Mỹ Hạnh Bắc. Hiện tại thì các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ để đi vào Long An hoặc là chúng ta có thể đi lên Sài Gòn hoặc đi về miền Tây thì vẫn được kiểm soát khá là chặt chẽ. Còn những cái chốt kiểm soát từ Sài Gòn đi xuống Long An mà vẫn chưa được mở thì công việc làm ăn của chúng ta cũng vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn. Cái đợt dịch lần thứ tư này, cái tình hình kinh tế của chúng ta sẽ rất là khó khăn và phải từng bước khôi phục từ từ. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều thông tin hữu ích mà Biển Xanh cung cấp quý anh chị nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip mới nhất.